cùng chơi cái này này. Tại vì cái bộ cũ của nó, cũng đã có gồm ốc rồi, thì mình lấy ốc cũ của nó cũng được. Một con ốc vẫn chưa, lại để mình bắt trên map này. Đây, ba cái đầu chờ của tay điều khiển từ xa thì ở đây có một dây đỏ này, một dây đỏ ở giữa và cái dây nguồn, hai dây còn lại hai bên thì nó là dây lên xuống của tay điều khiển. Thì ở trong thân máy ra thì nó có một cái dây màu đỏ, thì bác bắt các bác bắt vào trong giữa giúp em, bắt vào cái dây màu đỏ của tay điều khiển này. Đấy, một trong hai dây còn lại thì bắt vào bên cạnh. Bắt vào giúp em nhé. Hai cái vị trí này là để mình bắt vào hai cái chân của tụ. Cái tay điều khiển cũ đây em phải tháo, em phải cắt cái tay điều khiển này ra để em đấu vào trong cái hai cái đầu chờ của tụ. Đầu ra hai chân của tụ thì các bác bắt bên nào, chân nào cũng được, cái này không quan trọng. Thì sau khi mình đã bắt xong cái tụ này vào thì ở trong này có một cái băng dính hai mặt này. Đấy, băng dính hai mặt mình xé ra để mình ghim cái tụ này vào cho nó chắc chắn. Em hướng dẫn cho các bác để các bác liên kết từ tay điều khiển và tờ điện BA300 lại liên kết lại với nhau. Thì sau đây em xin kết thúc video. Cảm ơn tất cả các bác.